Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 7 tóm tắt bài 7 trang 32 đến trang 35. Đọc kết nối chủ điểm, tục ngữ và sáng tác văn chương. Trải nghiệm cùng văn bản. Tục ngữ không chỉ được sử dụng trong đời sống mà còn xuất hiện trong các sáng tác văn chương. Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam có không ít những câu chuyện đúc kết hay là minh họa cho một câu tục ngữ. Khi làm thơ, viết văn, nhiều tác giả cũng sử dụng tục ngữ nhằm làm tăng hiệu quả và giá trị biểu đạt cho tác phẩm. Dưới đây là hai ví dụ tiêu biểu. Nàng Bân. Nàng Bân là con gái của Ngọc Hoàng, nhưng khác với nhiều chị em của mình, nàng Bân chậm chạp và có phần vụng về. Tuy nhiên, nàng Bân vẫn được cha mẹ yêu chiều. Ngọc Hoàng và Hoàng hậu thương con thua kém chị em nhưng không biết làm cách nào. Mới bàn nhau lấy chồng cho nàng để nàng biết thêm công việc nội trợ trong gia đình. Chồng nàng Bân cũng là một người trên thế giới nhà trời. Nàng yêu chồng lắm. Thấy mùa rét đã đến, nàng định tâm may cho chồng một cái áo. Nhưng nàng vụng về quá, khi bắt đầu rét, nàng Bân đã bắt đầu công việc, xong cứ lay hoay mãi, tìm được cái nọ thì thiếu cái kia, xe được chỉ thì chưa có kim, đưa sợi vào dệt thì thôi suốt lại hỏng. Đến nỗi trời sắp đã sang xuân rồi mà chỉ mới may được đôi cổ tay. Nhiều người trên trời đã chế giễu nàng. Nàng Bân may áo cho chồng, may 3 tháng ròng mới trọn cổ tay. Nhưng nàng Bân vẫn không nản chí, nàng may mãi, qua tháng giêng rồi đến hết tháng 2, cho tới khi áo may xong thì vừa lúc trời hết rét. Nàng Bân buồn lắm, thấy con âu sầu, Ngọc Hoàng gạn hỏi. Khi biết chuyện, Ngọc Hoàng cảm động bèn làm cho trời rét lại mấy hôm để chồng nàng mặc thử áo. Từ đó thành lệ, hằng năm vào khoảng tháng 3 tuy mùa rét đã qua, mùa nóng đã tới nhưng có lúc tự nhiên rét lại mấy hôm, người ta gọi cái rét đó là rét nàng Bân. Tục ngữ có câu: tháng giêng rét đài, tháng 2 rét lộc, tháng 3 rét nàng Bân là vì thế. In trong kho tàng cổ tích Việt Nam, Vũ Ngọc Khánh, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, 2006. Chim trời cá nước xưa và nay. Đoàn Giỏi. Mờ sáng hôm sau, tôi còn đang ngủ trong muôi bỗng nghe thằng cò gọi giật tôi dậy. Mau ra coi ăn ơi, gần tới sân chim rồi, đã sáng bét mà mày còn ngủ à? Tôi dụi mắt bỏ ra khoang trước, vốc nước dưới sông lên rửa mặt, trên vệt rừng đen ở chỗ con sông hoặc như lưỡi cưa cá mập chơm chởm dựng đầu răng nhọn đã ửng lên màu mây hồng phơn phớt. Từ chỗ vệt rừng đen xa tít đó, chim cất cánh tua tủa bay lên, giống hệt đàn kiến từ trong lòng quả đất chui ra, bò li ti đen ngòm lên da trời. Càng đến gần thì bóng chim chưa hiện rõ hình đôi cánh, thì quang cảnh đàn chim bay lên giống như đám gió bốc tro tiền, tàn bay liên chi hồ điệp. Những bầy chim đen bay kín trời, vươn cổ dài như tàu bay, cổ ngỏng lướt qua trên sông. Cuốn theo sau những luồng gió hút cứ làm tay tôi rối lên hoa cả mắt. Mỗi lúc tôi càng nghe rõ tiếng chim kêu náo động như tiếng sóc nhận rổ đồng tiền. Và gió đưa đến một mùi tanh lợn rồng, khiến tôi chỉ chực buồn nôn ọe. Chim đậu chen nhau trắng xóa trên những đầu cây mắm, cây chà là, cây vẹt rụng trụi rần hết lá. Còng cọc đứng trong tổ vương cánh như tượng những người phụ nữ bằng đồng đen đang vươn tay múa. Chim già đẩy đầu hói như những ông thầy tu mặc áo xám, trầm tư rụt cổ nhìn xuống chân. Nhiều con chim rất lạ to như con ngỗng đậu đến quằn nhánh cây. Một con điên điển ngóc cổ lên mặt nước, thoạt trong tôi tưởng là một con rắn từ dưới nước cất đầu lên. Khi thuyền chúng tôi chèo đến gần, nó bèn ngập xuống lặn mất. Chốc sau lại thấy nó nổi lên gần bờ.
Mỏ ngậm con tôm xanh gần bằng cổ tay còn đang vung râu cựa quậy. Tôi mê quá mà thằng cò cũng mê như tôi. Hai đứa cùng ước phải chi mình được dừng thuyền lại đây vài hôm để bắt chim thì phải biết. Chim từ những đâu tập trung về đây nhiều không thể nói được. Ở đây còn có rất nhiều giống chim lạ, không thấy bày bán ở chợ mặt trời. Chúng đậu thấp lắm dưới gốc cây có thể thò tay lên tổ nhặt trứng một cách dễ dàng. Tôi chồm người ra be thuyền kêu to, dừng lại đây bắt một mớ chim đi tía. Sân chim có chủ không bắt của người ta được đâu, tía nuôi tôi bảo. Bộ họ nuôi đó sao, chim trời cá nước ai bắt được lấy ăn chứ? Đúng là không ai nuôi, nhưng chim về ở trên vùng đất của ai thì nó thuộc về tài sản của người đó. Họ phải đóng thuế hàng năm như đóng thuế ruộng đất đấy con ạ. Tiếng chim kêu vang động bên tai, nói chuyện không nghe nhau được nữa. Thuyền chúng tôi chèo đi hơn 3.000 thước rồi mà hãy còn thấy chim đậu trắng xóa trên những cành cây tre sát ra sông. Trích Đất rừng phương Nam, nhà xuất bản Kim Đồng 2006. Như vậy chúng ta vừa theo dõi văn bản thì văn bản trên cho người đọc những cái ví dụ tiêu biểu về việc sử dụng tục ngữ nhằm làm tăng hiệu quả và giá trị biểu đạt cho tác phẩm. Suy ngẫm và phản hồi. 1. Sau khi đọc truyện Nàng Bân, em hiểu thế nào về cái rét Nàng Bân được nhắc đến? Trong câu tục ngữ, tháng giêng rét đài, tháng 2 rét lộc, tháng 3 rét Nàng Bân. Thì rét Nàng Bân là đợt rét cuối cùng của mùa đông, đợt rét đậm kèm theo mưa phùn nhỏ xảy ra vào khoảng đầu tháng 3 âm lịch ở miền Bắc Việt Nam. Chỉ kéo dài trong khoảng vài ngày, rét Nàng Bân gắn liền với câu chuyện Nàng Bân, gắn liền với những cái tình cảm ấm áp của vợ dành cho chồng, của cha, dành cho con gái. Tiếp theo câu 2, câu trả lời của tía nuôi nhân vật tôi ở cuối văn bản thứ 2 giúp em hiểu gì thêm về câu tục ngữ chim trời cá nước, ai được nấy ăn. Thì câu trả lời của nhân vật tía nuôi giúp cho chúng ta hiểu rằng câu tục ngữ có thể phù hợp trong hoàn cảnh này nhưng không phù hợp trong hoàn cảnh khác. Câu 3, em hãy nêu tác dụng của việc sử dụng câu tục ngữ trong văn bản chim trời cá nước xưa và nay. Tìm một số câu tục ngữ được sử dụng trong tác phẩm văn chương. Thì tác dụng của việc sử dụng câu tục ngữ trong văn bản chim trời cá nước xưa và nay làm tăng độ tin cậy, sức thuyết phục cho câu nói của nhân vật tôi, đồng thời giúp độc giả nhận thức đúng đắn hơn về việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và cái cách dùng câu tục ngữ này. Một số câu tục ngữ được sử dụng trong văn chương như là ăn quả nhớ kẻ trồng cây, có công mài sắt có ngày nên kim, đi một ngày đàn học một sàng khôn, con trâu là đầu cơ nghiệp, thuốc đắng dạ tật sự thật mất lòng, vân vân. Tiếp theo câu 4, đọc văn bản Nàng Bân chim trời cá nước xưa và nay, em rút ra được những lưu ý gì khi đọc hiểu và sử dụng tục ngữ? Như vậy khi đọc văn bản Nàng Bân chim trời cá nước xưa và nay, em rút ra được những lưu ý khi đọc hiểu sử dụng tục ngữ, đó là: sử dụng tục ngữ thì cần phải đúng ngữ cảnh, đúng ý nghĩa về nội dung câu chuyện được nói đến, không cố thêm thành ngữ khi không phù hợp. Như vậy thì đến đây các em vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 7. Thì sau khi xem xong các em có thấy thích thì chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt, cô chào tạm biệt các em.